Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn hình quý vị và các bạn đang xem, hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh ạ. Đây là chiếc xe thuộc phân khúc hạng A của hãng Hyundai ạ. Đó là chiếc xe Hyundai i10. Đây là chiếc xe Hyundai Grand i10, chiếc xe được sản xuất năm 2015, đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Đây là một phiên bản nhập khẩu được sản xuất tại Ấn Độ. Chiếc xe này rất là nhỏ gọn, là chạy phố thì rất là tuyệt vời đấy ạ. Và chiếc xe này là màu cam. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này là không chạy dịch vụ. Tại vì là những cái xe màu bạc, màu khác thì là chạy dịch vụ rất là nhiều. Và số sàn thì lại càng là những cái xe chạy dịch vụ. Đây là chiếc xe phiên bản 1.0 và số tự động. Chiếc xe này là chạy, chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ. Và chiếc xe mới chạy lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết, tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc xe này cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phiên bản 1.0 và là phiên bản số tự động, nên là xe được trang bị đủ hết đồ rồi, từ khóa thông minh, đèn nổ start top đến la răng đúc, đèn gầm, tất cả đã là đầy đủ hết rồi ạ. Quý vị và các bạn cũng xem thấy ạ, đây là chiếc xe này còn rất là mới và đẹp ạ, vì chiếc xe mới lăn bánh là hơn 3 vạn km thôi. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe này là chủ là nữ sử dụng. Biển số xe cũng rất là đẹp ạ. Tôi quay chi tiết tổng thể cho quý vị và các bạn cùng xem, từ ngoại thất cho đến nội thất, tất cả còn nguyên bản và rất là mới. Biển số thì lại rất là đẹp ạ, 30A76363, biển kép lộc tài rất là đẹp ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ option. Đây là cái ba đợt sốc trước của xe đấy, đèn gầm đầy đủ hết rồi ạ. Biển số thì lại rất là đẹp, 30A76363. Chúng tôi cam kết chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản và rất là mới ạ. Chủ xe nữ sử dụng và mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Đây là một trong phân khúc hạng A, và cái phân khúc này dành cho chị em và chạy trong nội đô thì rất là tuyệt vời ạ. Vì nó rất là nhỏ gọn, số tự động, chạy lại tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp và đã có trang bị đầy đủ các option như caramel, cảm biến lùi, khóa thông minh, đèn nổ start top, la răng đúc, đèn gầm, đầy đủ hết cả rồi ạ. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chỉ có lăn bánh, đổ xăng và chạy thôi ạ. Tất cả còn rất là mới. Đèn pha rất là mới và sáng, chưa có nứt vỡ hay là thay thế gì cả. Toàn bộ cái đèn pha này còn rất là mới. Vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi. Tất cả các chi tiết ba đời sốc trước cả đều kín khít hết ạ. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Đây là cặp đèn gầm của chiếc xe cũng rất là mới và sáng. Đèn pha, đèn gầm tất cả đều mới và sáng bóng. Vì chiếc xe này lăn bánh mới có hơn 3 vạn km thôi. Nếu như quý vị và các bạn muốn quan tâm chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Biển số xe thì rất đẹp rồi ạ, 30A76363. Biển kép tài lộc rất là đẹp ạ. Đây là cái ba đợt sốc trước của xe ạ. Tất cả còn nguyên bản, chưa có đâm đụng hay chưa có va chạm gì cả. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên cái gương chiếu hậu này ạ. Vì là cái bản 1.0 và là cái bản full đồ, bản số tự động, cho nên là xe trang bị đầy đủ option rồi ạ. Xe thì mức tiêu hao nhiên liệu thì cũng rất là ít thôi. Đường hỗn hợp là 6,3 lít. Và đường trường thì chúng ta chạy chỉ hơn 5 lít thôi. Đường phố thì hơn 7 lít một chút. Rất thích hợp với chị em chạy đường phố. Xe cũng đã được trang bị gương kính chỉnh điện, gương chiếu hậu cũng là gập điện. Tất cả còn rất là mới. Táp bi cửa đây. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên lái. Đây là khóa thông minh. Đèn nổ start tốt đấy. Khóa thông minh bấm tay trên cánh cửa để mở cửa đấy.
bản thiếu đồ thì nó không có khóa thông minh đâu. Đây là bản full đồ rồi cho nên có đầy đủ option. Grand i10 đây là cái phiên bản 1.0. Xe cũng đã trang bị lên cảm biến lùi đấy ạ, giúp cho chiếc xe lùi quan sát rất là an toàn. Cụm đèn hậu cũng rất là mới. Cụm đèn hậu rất là mới và bóng bẩy như chưa có va chạm gì cả nên chưa có vết nứt vỡ gì cả. La răng đúc cũng còn rất là mới và chưa có xước sát gì cả. Dàn lốp này cũng còn đang rất là đẹp, chạy được rất là nhiều nữa. Quý vị và các bạn mua về thì cũng chỉ việc chạy thôi. Tất cả cái xe này còn đang rất là đẹp, tổng thể cũng rất là đẹp. Tiếp tục tôi sẽ quay về cái phần keo chỉ của cánh cửa cũng như phần nội thất của toàn bộ về cái phần nội thất trong xe này cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này. Nội thất của nó còn rất là mới ạ. Đây là cái phiên bản số tự động và full đồ cho nên là cái ghế cũng đã được trang bị là cái ghế da pha mini, phần bên ngoài là da và cái phần giữa này là ghế nỉ đấy ạ. Chứ nếu như cái bản bay đồ, bản thiếu đồ thì là bản số sàn mới là bản thiếu đồ thì nó không có la răng đúc và ghế cũng là ghế toàn hoàn toàn là nỉ thôi. Chiếc vô lăng này còn rất là đẹp ạ, vì mới lăn bánh hơn 3 vạn thôi. Vô lăng rất là mới và đẹp, nội thất rất là sạch sẽ. Sạch sẽ từ cái ghế cho đến cái trần, đến cạnh cửa, các thứ còn đang rất là mới và đẹp. Đây là cái chế độ tắt cảm biến lùi đấy ạ. Cảm biến lùi theo xe cho nên nó có cái chế độ tắt cảm biến. Vô lăng còn rất là mới, đã được tích hợp các phím điều khiển ở trên vô lăng này. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái, tất cả keo chỉ cũng còn zin hết ạ. Và rất là sạch sẽ. Chưa có một vết xước sát hay là mất keo nứt chỉ gì cả. Chiếc xe này không đâm đụng cho nên là còn tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Cái phần nỉ ở cái ghế phía sau này cũng đang rất là mới và sạch sẽ. Nói chung là tổng thể về cái nội thất hay ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe này chạy có hơn 3 vạn km thôi. Chủ xe lại là nữ, đi rất là giữ gìn, sạch sẽ. Lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Tất cả về cái phần cánh cửa sau cũng còn đang rất là mới. Cánh cửa sau cũng còn đang rất là mới đây. Tất cả ốc ít còn nguyên bản hết đấy. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái khoang chứa đồ đằng sau ạ. Là cái phiên bản hatchback cho nên là cái khoang chứa đồ này nó cũng hẹp hơn cái phiên bản sedan được ít. Nó được cái thuận lợi là nhỏ gọn thì đương nhiên là cái phần khoang chứa đồ này nó cũng chật một chút ạ. Rất thích hợp với chị em chạy đường phố. Đây là cái chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Tất cả cũng cam kết luôn là còn nguyên keo chỉ, chưa mất một phân keo chỉ nào. Nội thất thì còn rất là đẹp. Tất cả về cái phần nội thất của chiếc xe này vẫn rất là đẹp và sạch sẽ, gần như là mới. Nội thất là trang bị lên cái nội thất ghế da pha mini rồi đấy ạ. Là cái phiên bản số tự động và cái phiên bản full đồ cho nên là đã được trang bị ghế da pha nỉ la răng đúc, khóa thông minh, đè nổ start tốt. Đây là chiếc táp bi cửa bên phụ đấy ạ, cửa trước bên phụ tất cả cũng còn nguyên keo chỉ và rất là đẹp ạ. Doang giữa các thứ còn nguyên hết, chưa có rách rứt hay là nứt vỡ hay làm sao cả, tất cả còn nguyên bản. Nội thất rất là đẹp, từ những cái ghế lái cho đến ghế phụ còn nguyên bản và đẹp và mới lắm đấy. Rất phù hợp cho các chị em chạy đường phố vì nhỏ gọn. Đầu CD nguyên bản, tất cả cùng nguyên bản hết đấy. Đây là cái phần
táp lô của xe đấy ạ. Tôi quay chi tiết cái phần táp lô của xe cho quý vị và bạn cùng xem, là khóa thông minh, đèn nổ start tốt đấy ạ. Tôi bật lên cho quý vị và bạn cùng xem này. Đấy, đồng hồ mới chạy hơn 3 vạn km thôi. Tất cả còn mới và đẹp lắm đấy. Cái vô lăng cũng còn rất là đẹp, nếu như chạy tích hợp các phím vô lăng rất là đẹp, tích hợp các phím điều khiển ở trên vô lăng đấy ạ. Logo cũng còn rất là sáng, chưa có xước sát gì cả. Tất cả cái vô lăng này còn mới nguyên bản. Đây là cái cụm điều hòa của xe, điều hòa hai chiều. Đầu CD nguyên bản theo xe. Tất cả còn rất là nguyên bản và rất là mới. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp và muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái thử chiếc xe này. Đây là chiếc cần số của chiếc xe đây, tất cả còn rất là mới. Nếu như chạy nhiều thì cái cần số này nó xước sát hoặc là rất là bóng ạ. Đây mới chạy hơn 3 vạn thôi cho nên là cần số còn rất là mới. Vô lăng cần số còn đẹp ạ. Và đặc biệt là chiếc động cơ của chiếc xe này. Đây là cái động cơ 1.0 đấy ạ. Hyundai đã trang bị cho cái phiên bản Grand i10 này là 1.0. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như chạy đường trường chỉ hơn 5 lít thôi. Còn nếu như chạy ở đường phố thì hơn 7 lít. Và hỗn hợp là hơn 6 lít ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho chị em phụ nữ chạy đường phố ạ. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản ạ, cabo keo chỉ ốc cabo nguyên bản hết. Tôi quay chi tiết cho quý vị bạn xem đây. Cam kết là chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết, keo chỉ chưa mất một phần nào, ốc cũng còn zin hết. Tất cả các ốc ở các cabo hoặc là ốc khoang máy này, ốc cabo, ốc tai, ốc khoang máy này tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chưa có va chạm hay chưa có tháo vặn ra làm cái gì cả, tất cả ốc đầu đây còn nguyên hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, cho nên ốc nó mới còn nguyên như thế này, chưa phải tháo ra, chưa phải sửa chữa gì cả. Ốc mặt máy này, ốc chân máy đây, tất cả còn nguyên bản hết, mà cái máy móc là rất là đẹp ạ. Chúng tôi cũng vừa mới dọn dẹp qua đi một tí cho nó mới, nhưng mà cái xe này chạy hơn 3 vạn thôi, cho nên rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn vừa xem chúng tôi giới thiệu cho quý vị và bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.0 số tự động và là cái phiên bản hatchback ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.